24/24. Mỗi máy xúc ở đây thì sẽ có khăn do lũ quét gây ra sạt lở đất tại một đỉnh ngọn núi đã càng quét nguyên một ngôi làng nũ bình yên của bà con. Hiện giờ bà con đang được ở tạm trong một cái khu nhà tạm được chính phủ xây dựng, và chính phủ nhà nước cũng đang tiến hành xây dựng một cái làng tái định cư vững chãi và an toàn trên một cái đồi sim cách đó vài trăm mét để bà con có thể ổn định đời sống sau này. Việc xây dựng được tiến hành rất chặt chẽ từ khâu đổ móng đến khâu dựng nhà, có hàng chục công nhân đang tiến hành làm và nhiều trang bị máy móc hiện đại được đưa đến để phục vụ cho việc xây dựng này. Đồng thời nhà nước cũng hỗ trợ nhiều vật dụng, nhiều trang thiết bị để bà con đảm bảo được đời sống của mình cách ổn định. Đó, chúng ta nhìn thấy móng cọc rất là tốt. Bên cạnh đó thì dân cư làng nũ vẫn tiếp tục tìm kiếm hai người còn mất tích. Sau khi nhà nước đã dừng cuộc tìm kiếm cách đó không lâu, nhìn ở xa thì chúng ta thấy chỉ còn có khoảng 2 căn nhà được còn lại sau cái đợt lũ quét kinh hoàng đó. Đây, những người nhà của nạn nhân vẫn đang tiếp tục tìm kiếm, không từ bỏ ý định dù thời gian diễn ra khá lâu. Vừa trải qua nỗi đau mất người thân và tài sản trong vụ sạt lở, anh Sầm Văn Mẫn cùng nhiều người dân làng nổ vẫn tích cực hỗ trợ thi công, họ được căn khu tái định cư cho bà con. Cái hệ thống móng rất là tốt nha, cọc được bê tông cốt thép, người ta được dựng lên một cách vững chãi trên một cái đỉnh đồi khá là an toàn để đảm bảo không bị những trận sạt lở xảy ra trong tương lai ảnh hưởng đến. Triển khai cán bộ chiến sĩ trong binh đoàn xác định đây là một vinh dự rất lớn. Móng thì cơ bản chúng tôi cũng quyết tâm đã... Với sự chỉ đạo của tỉnh Lào Cai, đơn vị thi công cam kết hoàn thành 40 ngôi nhà và các hạng mục như điểm trường, nhà sinh hoạt cộng đồng trước ngày 30/11. Đến tháng 12, toàn bộ cơ sở hạ tầng sẽ được hoàn thiện và bàn giao cho bà con làng nổ.